lại nghĩ cho người nghĩ rõ hoa thân kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Tôn sư trọng đạo là truyền thống quý báu ngàn đời của dân tộc ta, bởi chính người thầy đã vun đắp nên những tâm hồn Việt Nam qua bao các thế hệ. Trong không khí tri ân đầy xúc động của tình thầy trò, hôm nay trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh Long Động tổ chức lễ kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Đó chính là lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Đến tham dự buổi lễ cùng thầy trò trường Trung học phổ thông